Ủa, ông mới về đó hả? Ừ. Ông có quên cái gì không vậy? Tôi già chứ đâu có lẫn đâu mà quên trước quên sau. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quế lần thứ 3 năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 27 cho đến ngày 29 tháng 4 tới đây. Ông nhớ bữa nay là ngày gì không? Lễ hội quy tụ 10 khinh khí cầu đến từ 5 quốc gia. Bữa nay là ngày thường cũng như thường ngày thôi mà. Các loại khinh khí cầu bông diện nó bèo nghèo xấu quá trời. Ước gì bây giờ mình có cái bông gì thay thế vô cũng được. Bông hồng chẳng hạn. Nha. Ít thôi, không có cần nhiều đâu. 8 lần 3 chỉ cần 8 lần 3 24 bông rồi. Mình chưng vô là nó cũng đẹp rồi, nó cũng tỏ hơn rồi không ha. Thôi thôi thôi, bà muốn làm gì cũng được đó. Muốn cấm cái gì á bà cấm. Còn bây giờ á, tôi nói bụng muốn cấm cái đầu xuống đất luôn vậy nè. Coi có cái gì dọn cho tôi ăn đi. Mày gói cũng được nữa. Nhưng mà đã xuất sắc đạt được giải nhì môn ngữ văn. Ngay từ nhỏ, mẹ đã yêu thích ăn đi. Văn. Những lời thơ, bài học trên vở thầy cô truyền dạy đã gieo vào lòng cô trò nhỏ niềm say mê văn học. Vì thế, Kim Ngân đã dành nhiều thời gian cho bộ môn mình yêu thích. Chăm chỉ, siêng năng, tích cực rèn văn luyện chữ. Xanh quanh làng, làm bóng mát hát ru câu tình ca. 83, 83. Trời ơi, làm cái gì mà ồn ào quá. Ăn một miếng cũng không yên nữa. Thôi thôi, bà dẹp đi. Tôi vô tôi thay đồ rồi tôi nghỉ luôn. Đàn ông gì vô tâm, vô tính, vô tình. Người ta đã nhẹ nhàng, gợi ý tự nhiên gần chết luôn vậy đó. Vậy mà cũng không biết nữa. Hôm nay là ngày. Ngày đặc biệt. Cần đôi tay ôm lấy em và ra đêm để những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, đúng yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Ngàn mây hôm nay tạm ngưng.
ngưng hết những âu lo thường ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mình giữ nhau thật chắc nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Ủa, trời nắng nó giật bà méo cái mỏ bà sao vậy? Nắng cái đầu ông á. Sửa xe nào xong? Thì xe lâu quá không chạy, bây giờ nó bị hư. Bà kia yên chí đi, sửa chút xíu xong à. Cái kiểu này á, biết khi nào tới Đà Lạt. Yên chí, yên chí. Đi á, rồi từ từ á cũng sẽ lên tới. Ừ, lên, lên bàn thờ á. Ừ, cái bà này đúng người, đúng thời điểm, mà sai là chỉ có mỗi cái xe này thôi à. Thôi mà. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt.